Xin chào tất cả mọi người. Rất vui được gặp lại mọi người trong video tiếp theo của em ngày hôm nay. Hôm nay mấy chúng em sẽ kiểm tra cái tổ ong dế nuôi. Tổ ong dế này được đặt ở trung tâm thành phố Lạng Sơn mọi người nhé. Thì tổ ong nó được nuôi ở ngay dưới cái chân núi đá này. Bây giờ bọn em chúng em sẽ mặc quần áo và lên kiểm tra tổ này luôn. Đổ ra tấn công rồi nhé. Cái tổ này trước là anh tổ này là trước anh Hiếu tự nhân giống nhé. Tổ ông là ông nhân giống ấy. Tổ này tổ ghép hai chúa và hai tổ luôn. Lấy tổ à? Đã mối nhiều đấy. Cái nào gì? Đã mối à? Ui, mối nhiều thế. Làm cả tổ luôn đấy trong này rồi. Mối à? Ôi, cả cái kia bị bụi rời rồi nhờ. Ở đây cùng rồi đấy. Cả đá ở dưới kia mà. Đâu, đâu, đâu. Có anh thì thử nhất hai đầu lên xem nào. Nhất nghe được không à? À thôi. Chưa được. Cầm vào đây. Hai thằng một phát nhé, lật ngược lên nhá. Hỏng chưa? Được rồi. Hả? Lật đi. Ui, mua chúa rồi. Lấy vũ chúa hay sao nhỉ? Để xuống đi. Nó hẳn lấy đi anh. Chúa rồi. À, hả? Mũ chúa đúng không? Đúng rồi, đang to mũ chúa. Lấy chúa rồi. Nhưng mà tổ anh bị thủ nhộng nhiều quá nhỉ? Ông Đức kìa. À, đó phải. Thôi, em thấy con chúa không? Đây mới phải là chúa chứ nhở? Chưa phải đâu. Này là bố được thôi. Hả? Bố được thôi, phải chúa đấy. Chưa phải có chúa đâu. Đấy, cái tổ này là mình cảm thấy là nó là to nhá. Tổ này ước tính này khoảng tầm đâu 20 cân này. Ở đây nó có ẩm gì nên ong đéo phát triển được mấy. Khô lắm mà. Khô quá. Khô uống nước cái chó. Đâu nhờ cái mặt lên cái nào. Có phải lên, có đầu lên chúa thôi rồi. Ghép của anh nhìn cái tổ nó chuỗi nhở? Ghép vào toàn mũ ông được à? Đây ông lính như nhở? Vòi to đùng này.
đéo được bao nhiêu con chúa thì nhậu người ăn nó ngập mồm mỗi nhở đi con. Thế trên Lào Cai thì nó cắn chết rất là nhiều đực rồi. Hả? Đực sớm ra là nó cắn chết hết. Đực ra con sớm này. Đực về từ ông chúa thì to đấy. Sao lính thì nhìn to như ông chúa ấy nhở? Đéo thấy con chúa nhở? Nhìn giống ông chúa này, to đùng. Đấy. Hả? Con nó vẫn to mà, như ông hoặc chắn thế thôi. Ừ. Con nó to gần bằng con chúa rồi, con lính ấy. Con chúa nó dài hơn nhờ. Đây là toàn là mũ đực cả. Đực cả. Đây toàn là đang làm mũ đực thôi. Kệ đi ô, nó vẫn mút được mà. Lại đổ đi. Tất cả một bầu đầy ứ này. Bây giờ anh ấy lại chăn thêm lấy cái vuông vuông à. Đó nó uống này, uống say hết này. Không phải uống thuốc gì đâu. Say rượu ơi, uống rượu ơi. Đây là cái đéo rồi nữa. Mày hấp à. Cho đây là gì uống trẻ thì được hả? Đấy, đổ đi, đổ đi, đi cho mà ăn đi. Đấy, rồi. Hết rồi.